mấy trăm năm về trước á thì ngài ở ở tiểu bang khác ở Oregon gì đó hôm nay được ở bề trên bổ bổ nhiệm tức là phong cho ngài cái chức coi cái mảnh đất thiên đó thì ngài về đó đó là theo cái bữa ngài có kể như vậy ngài rất là vui ngài nói trong tương lai á ngài thấy được á là người Việt sẽ kéo về đó rất là đông thì cũng nghĩ như vậy là vì người Việt mình ở Houston nó cộng đồng rất là lớn cũng cỡ không có thua gì cali nha mà không có chột chỗ tập tập trung bự như vậy thì khi mà việc làm một cái sơ đồ cái cái quy hoạch rất là lớn thì phần chùa thì việc lo còn về phần ở ngoài đời thì những cộng đồng những cái người nào mà góp có tinh thần dân tộc văn hóa đó mình không có đảng phái thì cứ vô đó À, mỗi người lãnh một acre đất để mà xây dựng một ngàn tá một ngàn chín chục người không biết nó <laughs> cái này tự nhiên ngẫu hứng ngồi đây buổi sáng rồi à, nói chuyện tâm sự quý vị Chắc từ nay thì cũng bớt uh, live livestream như kiểu cũ mà ở nhà thì có cái màn hình tivi á thì lo lo kiệt lên đây kiệt nhớ ra cái gì thì kiệt bật cái máy lên kiệt livestream kiểu này kiệt gửi cái tin cho quý vị thôi rồi à, với cuối tuần á núi Thiên Long Sơn thì chỗ này là Cali nè thường thường thứ bảy ít nhất cũng năm bảy chục người trăm hai trăm tùy theo cái mùa và tùy theo cái ngày lễ thì cũng điều về để mà thăm viếng lại cha lại mẹ lại phật và đồng thời kiệt cũng có tiếp chuyện với mọi người thì kiệt sẽ đặt cái máy kiệt sẽ quay luôn rồi kiệt sẽ bỏ lên luôn à, còn cho à, nên kiệt sẽ làm vậy để cho nó thu ngắn bớt cái thì giờ của kiệt mỗi lần livestream kiểu kia hai ba tiếng thì nó cũng hơi dài với là lên đó thì không có phải là à sợ dư luận viên hay là con cháu của ma quỷ vô nó phá mà là gì kiệt hấn hoài cho tụi nó à, kiệt không có đủ thì giờ để suy nghĩ cái gì để mà nhắn gửi cho quý vị à, thà ngồi ở đây yên tịnh như nè cái đầu óc đang nhớ tới cái gì thì nhắn gửi cho quý vị cái đó chứ còn lên cho nó tối ngày cứ nhìn mấy đứa nhỏ nó hổn á khắc cho nó mô phật cho con được chuyển tâm cho con bé à, lucy gì đó lấy tên nick nem tầm bậy bạ không à À, để cho nó chuyển tâm bớt cái hung dữ để cho nó được trở về trời thì còn mình cũng mất đi cái ý của mình muốn gửi gắm cho quý vị nữa ở việt nam bây giờ thấy trên mạng quá trời luôn hết người này nhập đồng tới người kia nhập xác rồi điển này điển nọ thật sự tất cả cái đó là tất cả những gì gọi là thiên lý thần nha quý vị trên bầu trời cũng có tiên chúng ở trên đó sống ở trên đó rất là nhiều khi xuống cái thời thế gian mà pháp tận thế này tất cả các họ cũng đều muốn xuống đây để lập công với cha với phật thì họ họ nghĩa là công si gì đó à, ăn chia ok tôi mượn xác vô tôi làm phước thì tôi được uh, thượng đế à, quý vị sẽ thấy rất là nhiều hiện tượng đó thì bình thường không sao hết họ họ cũng là người tốt không tuy là mình nói là tà nhưng mà thật sự không phải cũng là tốt chứ không có gì hết tà là những người mà luyện bùa lão ban hay là bị ngải hay là không thon, hay là bùa miên bùa thái để mà gạt người á để mà lấy tiền người ta thì cái đó thì mình không có nói cái đó hay hoặc là thì luyện thiên linh cái rồi này nọ mà có một cái mọi người không để ý tại sao tất cả các núi của miền Bắc nó cao như vậy núi Trường Sơn, nghe núi này núi nọ mà những cái núi rất là hùng dĩ ở ngoài Bắc ngoài Trung mà lại tụ lại năm non bảy núi núi thì không có cao cũng không thấp à, gì vừa phải không thì tại sao là vì những người có điển những người Linh căng họ có thần thông họ hiểu là ở trong cái lòng đất này nó có cái gì gọi là đặc biệt. Đền vàng, địa ngọc, núi cấm và ở dưới đó có mỏ vàng, mỏ ngọc. Thì họ là người tâm linh họ biết thì bao nhiêu lần kiệt có hỏi cái này thì kiệt xác nhận là có. Nhưng phải chờ một người về. Chờ Đức thầy xuất hiện. Thì cho nên bao nước Việt là lạ nhất là hiện giờ ở vùng năm non bảy núi chứ còn ở những cái vùng khác tại sao không có những hiện tượng này là vì những vùng khác nó không có linh thiêng ban ngày thì kiệt ở đây quý vị thấy nắng của kali buổi, buổi sáng nhưng ban đêm cực ngủ thì chiếc thân việc đi khắp thế giới nhiều lắm ai có thành tâm gọi tên thiên tướng kiệt mà khi bị ma quỷ đánh hay là bị nạn gì đó kiệt sẽ đến kiệt giúp tại vì bề ngoài thì kiệt là người thường kiệt không có ấy nhưng mà tướng tin của kiệt á có thể giúp được quý vị khi gặp nạn và đồng thời ở núi cấm thì cũng có một cái chỗ để kiệt về bên đó để băng làm việc ở bên đó giống như <laughs> dũng gì cũng không đúng thì đại khái hiểu gì được rồi người tâm linh sẽ hiểu việc nói